Trong sản phẩm mới, 7 thành viên Baby Monster xuất hiện không gốc chết, khiến người hâm mộ không khỏi suýt xoa. Với thành tích tăng vượt bậc, nhiều người tin rằng em gái Blackpink sẽ vượt xa các đối thủ còn lại. Cuối tháng 5 vừa qua, nhóm nhạc Baby Monster đã tung MV vũ đạo cho ca khúc Lydas. Ca khúc được Charlie Puth viết tặng riêng cho nhóm và nhận được vô số lời khen từ người hâm mộ. Từ trang phục, biểu cảm, sân khấu cho tới vũ đạo của 7 thành viên Baby Monster đều khiến fan trầm trồ vì sự tiến bộ rõ rệt so với khi ra mắt. Các thành viên như Ayeon, Farita, Asa, Rora khoe trọn được sắc vóc xinh đẹp. Trong khi đó, Chiquita, Rami, Ruka lại gây ấn tượng với những động tác vũ đạo dứt khoát. Không ít lời khen dành cho MV vũ đạo Lydas cho rằng đây là sản phẩm hoàn hảo nhất kể từ khi nhóm nhạc Baby Monster ra mắt cho tới nay. Với hiệu ứng tốt, YG Entertainment tiếp tục cho ra mắt MV trình diễn của 7 thành viên Baby Monster với ca khúc đặc biệt này. Trong trang phục tông trắng làm chủ đạo, 7 thành viên khoe triệt để sắc vóc cùng những động tác vũ đạo dứt khoát. Nhan sắc của các thành viên Baby Monster một lần nữa trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Đặc biệt, nhiều khán giả khen ngợi YG Entertainment vì các góc quay cận mặt giúp các thành viên khoe gương mặt không gốc chết. Nhiều người cũng tỏ ra vui mừng khi dường như YG Entertainment đã lắng nghe lời thỉnh cầu của fan để nhóm nhạc Baby Monster xuất hiện nhiều hơn với các sản phẩm mới. Sắp tới, nhóm nhạc Baby Monster cũng có lịch trình quảng bá Lydas trên sân khấu M Countdown vào ngày 18 tháng 6 tới đây. Trước đó, nhà sản xuất điều hành Jan Hyun-suk tiết lộ Baby Monster sẽ tái xuất với một đĩa đơn mới vào đầu tháng 7. Hiện các cô gái cũng đang bận rộn với chuỗi sự kiện giao lưu với người hâm mộ châu Á mang tên See You There. Sau khi hoàn thành các đêm giao lưu ở Nhật Bản, Jakarta, Indonesia, nhóm sẽ tới Singapore, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc và Bangkok, Thái Lan. Việc Baby Monster sắp quảng bá Lydas trên sân khấu cũng khiến người hâm mộ tò mò về tạo hình của các thành viên. Bởi tạo hình trong MV giúp các thành viên khoe trọn sắc vóc và hình thể. Cùng với đó, giọng hát live của nhóm cũng được người hâm mộ mong chờ. Chính thành viên Farita cũng từng tự hào rằng cả 7 người đều có kỹ năng hát live tốt. Cô cũng từng tiết lộ trong một video hậu trường, khi còn là thực tập sinh, cả nhóm phải làm quen với mic cầm tay nhiều hơn mic tai nghe. Bởi vậy, việc sử dụng mic cầm tay và biểu diễn trên sân khấu không thể làm khó được các thành viên. Lydas là ca khúc được Charlie Puth viết tặng riêng cho nhóm. Trong một bài phỏng vấn, các thành viên Baby Monster cũng tiết lộ lý do ra đời của ca khúc Lydas. Ayeon Baby Monster đã hát ca khúc Dangerously do Charlie Puth sáng tác. Nam ca sĩ đã nghe được và dành lời khen dưới video được đăng tải. Đó là lý do chúng tôi được anh ấy dành tặng ca khúc Lydas. Các thành viên cũng tiết lộ nam ca sĩ vô cùng hài lòng khi nghe nhóm hát Lydas. Ngay từ thời điểm công bố ra mắt, Baby Monster đã gây chú ý khi hội tụ 7 gương mặt đa quốc gia từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan ở độ tuổi teen gồm Ruka, Farita, Asa, Ayeon, Rami, Rora và Chiquita. Một số nhân tố được kỳ vọng là Jennie, Lisa phiên bản 2. Nhóm được giới thiệu quy tụ những cá nhân đa tài có ngoại hình nổi bật. Hiện tại, Baby Monster đang dần tăng độ nhận diện. Dân hàng bắt đầu nhìn nhận lại nhóm nữ mới của YG. 7 cô gái với tài năng nổi bật được training kỹ càng ở lò luyện YG xứng đáng được ra mắt. Ayeon cùng khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cao, Asa là chiến thần rap, hay Rami là người thừa hưởng giọng hát độc đáo, nội lực gây sốt khắp cộng đồng fan K-pop. Với chiều hướng tăng trưởng hiện tại, fan mong mỏi Baby Monster sẽ được YG đầu tư đúng đắn. Chỉ cần có chiến lược âm nhạc phù hợp, Baby Monster hoàn toàn có khả năng đại diện cho K-pop thế hệ mới.